Bản lĩnh đàn ông ở tuổi đôi mươi sung mãn khiến cho chuyện yêu như một bản tình ca nóng bỏng. Bước sang tuổi trung niên, bản tình ca ấy bắt đầu lỗi nhịp do mãn dục nam. Mãn dục nam xảy ra do sự sụt giảm nồng độ nội tiết tố nam testosterone. Testosterone là cội nguồn sinh lực của nam giới. Vì thế khi lượng testosterone sụt giảm sẽ gây ra tình trạng suy giảm sinh lý và sức khỏe suy yếu. Các nhà khoa học đã tìm ra bộ đôi dược liệu tốt cho sinh lực phái mạnh là sâm cau và nhung hơ bắc cực. Sâm cau được coi là vàng đen cho sinh lý nam, giúp hỗ trợ kích thích ham muốn tình dục mạnh, tăng hưng phấn, tần suất và thời gian quan hệ và giúp hỗ trợ tăng cường bản lĩnh phái mạnh. Nhung hơ bắc cực là một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ có tác dụng hỗ trợ bổ thận, sinh tinh, bổ tủy, làm đầy khí huyết, tăng cường sức khỏe toàn thân. Đặc biệt, nhung hơ bắc cực là loại nhung hơ sạch và tinh khiết, vì thế cho tác dụng rất tốt. Sâm nhung cường lực tuệ linh kết hợp từ sâm cau, nhung hơ bắc cực cùng các nguyên liệu quý, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, giúp hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới. Với nguồn sâm cau chuẩn hóa và nhung hơ tinh khiết từ bắc cực, sâm nhung cường lực tuệ linh là giải pháp cho nam giới tuổi trung niên để có một thể lực dồi dào, sinh lý vững mạnh. Sâm nhung cường lực tuệ linh được hàng nghìn quý ông tin tưởng sử dụng mỗi ngày. Sâm nhung cường lực tuệ linh, thể lực dồi dào, sinh lý vững mạnh. Tổng đài tư vấn miễn cước 18001190. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.